Xin chào các bạn nhé. Vừa rồi mình có đặt trên Shopee một cái vỉ 4 viên pin của Patton, cái dòng 3000 mAh nhé. Thì hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn cái chất lượng của cái pin này so với một số cái dòng pin mà bên công ty mình đang bán. Thì hiện tại thì cái dòng pin này thì bên mình hiện tại là chưa phân phối nhé. Thì đây mình mua ở trên Shopee hai cái đôi này có giá là hai cái đôi này thì có giá là 100, đây là bao nhiêu tiền, 143.700 đồng, 143.700 đồng hai đôi này nhé. Có cả hộp sẵn này. Thế thì mình thấy rẻ thì mình muốn kiểm tra cái chất lượng như thế nào, nếu mà tốt thì có thể bên mình cũng sẽ nhập. Đấy, nhưng mà hiện tại thì mình cũng chỉ nghe nói, còn chưa biết cái chất lượng của hai cái đôi pin này như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái này và đồng thời test thử cái chất lượng của cái dòng pin này cho các bạn cùng xem nhé. Thì video này chỉ mang tính chất so sánh cái sản phẩm thôi, chứ mình cũng không có cái mục đích gì khác. Nếu mà sản phẩm này chất lượng thực sự tốt thì bên mình cũng sẽ tiến hành nhập về để phân phối ra thị trường nhé. Nói chung là cầm cũng thấy tương đối nặng. Đấy, còn chất lượng như thế nào thì để mình sẽ dùng máy kiểm tra để kiểm tra các bạn xem nhé. Đây cho các bạn nhìn này, quan sát kỹ cái ngoại quan của quả pin hơn này. Pin Patton 1,2V, đây là cũng là cái dòng pin kẹt pin sạc Niken Meta Hydro. Đấy, chứ không phải là pin sạc Neon nhé. Cái dòng pin sạc này thì nó bền, thứ hai nó an toàn cho người sử dụng. Còn những cái dòng pin sạc Neon mới bây giờ ấy, cái điện áp 1,5V ấy, thì đấy là cái dòng pin sạc Neon, nó cũng rất chi là nguy hiểm nếu mà các bạn không biết dùng cho nó an toàn nhé. Đấy thì được cái có cái hộp rất chi là đẹp. Thứ hai là cái pin này thì ngoại quan của nó nhìn cũng tương đối đẹp các bạn nhé. Nói chung là về ngoại quan thì tương đối đẹp. Điện áp là 1,2V, kích thước là kích thước 2 chữ A. Cái dòng sử dụng của cái pin này là 3000 mAh nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thử xem cái dung lượng của cái pin này có thật như quảng cáo nhé. Mình sẽ lấy một quả để test thử so sánh đồng thời với các cái nhãn hàng khác mình đang bán. Sau đây thì mình sẽ tiến hành test thử cái dòng pin Patton này, đo thử cái dung lượng của cái dòng pin Patton 3000 mAh so với cái dòng pin 2000 của Enenote này, và cái dòng pin 2000 của Soli này, và cái dòng pin sạc 3000 của GB Rocky Pro nhé. Thì cái máy sạc này, nếu mà cái chức năng test của nó thì cái nó sẽ làm việc theo nguyên tắc là nó sẽ trước tiên này nó sẽ sạc đầy cho pin. Đấy, xong đó thì nó mới bắt đầu quá trình xả nhé. Như vậy thì nó sẽ đo được cả cái dòng nạp cho pin và cả cái dòng xả của bốn cái quả pin sạc này. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cái lắp vào và sẽ cài đặt cho pin nhé. Thì cái cách sử dụng ở cái máy này thì mình cũng đã nói ở cái video trước rồi. Thì khi nó đang nhấp nháy như thế này thì các bạn thay đổi chế độ, thì mình sẽ chọn chế độ test luôn. Lắp vào là mình lắp nhanh vào thì may ra kịp, còn không kịp thì mình lại phải tháo ra nắp lại. Đấy, lắp đúng cực nhá. Khi cái máy này đang nháy thì chúng ta ấn vào nút mode này để thay đổi, để chuyển sang cái chế độ. Đây chỉ là xả này, xả là mình chỉ xả khi đo cái dòng xả chuẩn là khi chúng ta phải lạp đầy, nên là mình sẽ không chọn chức năng xả nhé, mà mình sẽ chọn chức năng test luôn. Đấy, nó mất nháy rồi. Bây giờ mình phải rút nguồn ra, mình cắm lại để chọn cái chế độ trước. Đây, mình sẽ chọn chế độ test này. Đây các bạn, chế độ test nhé. Đấy, chế độ test này. Và mình chọn cái dòng sạc và xả luôn. Ấn vào giữ cái phím này, rồi chúng ta thay đổi cái dòng. Đây, mình sẽ lạp và xả với cái dòng lạp xả 1000 cho nó nhanh nhé. Bởi vì chọn cái dòng sạc xả thấp thì nó quá trình nó lạp và nó xả hơi lâu. Đấy, thì sau khi nó test xong thì mình sẽ kiểm tra được cái dòng lạp và cái dòng xả của từng viên pin này.
Đây, như vậy là mình đã thiết lập xong nhé. Đây, mình test cho cả 4 quả pin này ở cái dòng nạp và xả là 1000 mAh nhé. Thì cái quá trình này nó diễn ra hơi lâu. Thì mình sẽ để đây và khi nào nó test xong thì mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nhé. Sau cái thời gian chờ đợi gần 4 tiếng đồng hồ nhé, thì cái máy Litocala LI600 đã thực hiện quá trình test xong bộ 4 cái sản phẩm pin GB này, Sony này và hàng Enenos và hàng Beston là 4 cái quả pin sạc của 4 cái nhãn hàng này. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái kết quả nhé. Đây, cái quá trình kết thúc thì cái máy này nó báo N này. Đây, máy nó báo N này, quá trình nó kết thúc nhé. Đây, báo N. Là 4 quả này đã kết thúc này. Kết thúc quá trình test này. Kết thúc quá trình test này. Đấy. Đây thì cho các bạn xem thứ nhất là quả GB đầu tiên nhé. Cái quả GB đầu tiên thì cái dòng nạp được là 1977 mA. Đây. Cái dòng nạp được này. Đấy, cái nó nội trở của cái quả này là 60 ohm và cái điện áp sau khi nạp là 1,5V nhé. Còn đây là cái dung lượng thực xả thực tế này. À. Dung lượng xả thực tế của quả pin GB màu đen này, GB sạc màu đen này, hàng Rocky Pro này là 1890. Đấy, còn sạc là 1977 mAh. Vậy là cái quả pin này cái dung lượng của nó tương đối chuẩn nhé. Vậy dung lượng của quả pin này là 2000 mAh, 2000 mAh nhé. Đây cho các bạn xem cái dung lượng của quả pin này luôn. Cái quả pin này là mình đang dùng dở rồi nên mà nó không phải là pin mới, nhưng mà chúng ta vẫn đo được cái dung lượng như vậy. Mới có nhìn rõ không nhỉ? Đây, nó ghi rất chi là nhỏ đây nhé. Có thể nó nhỏ quá không nhìn được. Đấy là cái dung lượng của quả pin này là 2000 mAh. Anh chị nào dùng cái dòng pin này rồi thì có thể nhìn qua sẽ biết nhé. Đấy là quả pin GB này. Tiếp theo là cái quả pin Sony nhé. Cái quả pin Sony là cái dung lượng đây này em xem nào. Cái quả pin Sony này cũng là cái quả pin cũng hơi cũ rồi. Cái dung lượng nạp được cho quả pin này là 1000 dung lượng nạp. Dung dung lượng nạp là 1699, nghĩa là 1700 ấy, gọi là 1700. Cái nội trở của nó của quả pin này là 54 mini ohm. Cái điện áp nạp cho được cho cái quả pin này là 1,48V. Đấy. Đây là cái dung còn cái dung lượng xả này, dung lượng xả ấy, là vẫn là 1953 nhé. Đấy. Vậy là cái quả pin này Sony này nó cũng đảm bảo cái chất lượng, thứ hai là đảm bảo cái thông số mà hãng nó ghi ở ngoài là cái dung lượng là 2000 mAh. Chúng ta quan trọng cái dung lượng xả này. Cái dung lượng xả chính là cái dung lượng mà khi các bạn dùng đấy thì cái quả pin ấy nó xả được cái dung lượng bao nhiêu nhé. Tiếp theo là cái quả pin Enenos này. Đây cái quả pin Sony này cho các bạn xem cái dòng của nó. Cái quả pin Sony này, cái dòng của nó đây. Cái dòng của nó là dòng 2000 nhá. Đấy, có thể chữ nó hơi nhỏ các bạn nhìn nó hơi khó. Đây cái dòng 2000 mAh này. Đấy, cái dung lượng xả của nó cũng rơi vào 1900 gần 2000. Tiếp theo là cái quả pin Enenos nhá. Quả Enenos màu trắng là cái dòng pin 2000 mAh. Thì đây là cái dung lượng nạp này, 1903 này. Cái dung lượng xả này. Dung lượng xả là 1918 mA nhé. Đấy, vậy là cái dung lượng nạp và xả của cái dòng Enenos này nó tương đối đều và ổn định nhé. Đấy, mình sẽ bỏ cái quả pin này ra. Đây, cái quả pin này là cái quả pin dòng 2000 nhé. Dòng 2000 mA. Tiếp theo là cái dung lượng nạp và xả của cái quả pin Enenos nhé. Đây của quả pin Enenos thì là cái dung lượng nạp của cái Beston này. Cái Beston cái dung lượng nạp là 2071. Cái dung lượng nạp là 2071, dung lượng xả là 2084. Vậy là cái quả pin này là ở ngoài bao bì là hãng ghi là 3000 mA nhưng mà thực tế chúng ta test chỉ được 2000 mA thôi, dung lượng nạp và xả tầm 2000 thôi. Nên là cái nên là khi các bạn mua các bạn cũng đừng quan tâm đến cái dung lượng quá nhiều nhé. Thực tế thì theo cái kết quả kiểm tra bằng cái máy này thì thực tế cái dòng pin này, cái dòng sử dụng,
cái dòng xả ấy, nó chỉ tương đương với những cái dòng pin 2000 của những cái nhãn hàng khác, như là hàng chính hãng ấy. Nó chỉ tương đương với cái dòng 2000, dòng pin sạc 2000 của hãng GB Rocky Pro này, tương đương với cái pin Soli dòng 2000 này, tương đương với cái dòng của pin Eninox cũng là dòng 2000 này. Đấy, nên là cái giá trị sử dụng với lại thời gian sử dụng chắc chắn là nó sẽ ngang nhau, chứ không thể cái thời gian sử dụng nó nhiều hơn cái pin Eninox được. Đấy, bởi vì dung lượng xả thực tế nó cũng chỉ tầm 2000, nên là cái thời gian nó không thể dài hơn được các bạn nhé, thời gian sử dụng ấy. Đấy là về cái dung lượng thì nó gọi là nó ngang bằng với những cái nhãn hàng này. Tuy nhiên là theo mình là cái bao bì mà nhà sản xuất họ ghi như này là không trung thực, không đúng. Ví dụ 3 ngày này nó sai số khi chúng ta nạp và xả nó phải rơi vào tầm 2008, 2008 hay 2009 thì có thể chấp nhận được cái sai số rơi tầm 5 đến 10% là ok. Phần thứ hai, với cái thông tin cái dung lượng nó ghi không chuẩn như thế này thì không biết cái tuổi thọ của pin nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Cái tuổi thọ chính là cái số lần sạc đi sạc lại được ấy. Như là với cái pin Eninox màu trắng này này thì bên hãng có ghi rõ ràng là cái số lần sạc lại được là 2100. Pin Rocky Pro này cũng vậy, số lần sạc đi sạc lại được là 2100. Còn những cái dòng pin khác thì nó cũng tương tự, cái này cũng thế. Cái thời gian sử dụng lại, tái sử dụng lại cũng sạc được 2100 lần nhé. Đấy, còn những cái dòng pin với cái dòng thấp hơn thì nó cũng có nhiều loại, vấn đề là cái giá thành thôi. Tuy nhiên là với cái mức giá của cái hàng Beston này, đấy, ở cái mức giá thấp như thế thì các bạn cũng có thể dùng ok nhé, bởi vì dòng nạp dòng xả của nó cũng tương đối cao như cái pin Eninox này. Tuy nhiên là không biết là cái khả năng hồi điện cũng như là cái tuổi thọ của cái quả pin này sẽ được bao lâu thì cái đấy là mình không thể đo, không không thể kiểm tra được, mà chỉ có các bạn sử dụng. Khi các bạn mua, các bạn sử dụng thì các bạn mới đánh giá được cái tuổi thọ của quả pin này nhé, và cái khả năng phục hồi lại điện nó sẽ như thế nào nhé. Trong những trường hợp mà dùng cho máy ảnh flash ấy, thì chúng ta dùng pin chúng ta đánh đèn thì chúng ta sẽ biết được cái chất lượng của quả pin nó sẽ như thế nào. Thì vừa rồi mình đã test thử cho các bạn cái dung lượng thực tế của bốn cái dòng pin. Thì video của mình cũng xin phép được dừng lại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.